Thưa quý vị, hệ thống giao thông được ví như mạch máu trong cơ thể. Đầu tư cho giao thông cũng có nghĩa là đầu tư cho hạ tầng, là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, An Giang đã triển khai nhiều dự án, nhiều tuyến đường giao thông quan trọng theo hướng đồng bộ, kết nối liên vùng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tháng 3 năm 2022, dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc thay thế và Châu Giang hiện hữu được khởi công xây dựng đã đem lại niềm vui lớn lao cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang. Dự án có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng, phá vỡ thế ngăn cách, tạo kết nối giao thông giữa thành phố Châu Đốc, các huyện, thành phố khác trong tỉnh với thị xã Tân Châu. Cầu Châu Đốc sau khi hoàn thành sẽ góp phần thông tuyến quốc lộ N1 kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và hoàn thiện hệ thống giao thông liên khu vực trong vùng. Bên cạnh cái lo tập trung phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi cũng nhận thức rất rõ một điều thế này. Hiện nay thì muốn cho cái tỉnh nhà phát triển thì hạ tầng giao thông phát triển. Hạ tầng giao thông là phải phát triển đồng bộ, mà hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ thì đó là cái cơ sở, đó là nền tảng để cho tỉnh nhà phát triển. Và hiện nay lãnh đạo nhà nước cũng đang nhận diện rõ vấn đề này, và tỉnh cũng đang nhận thức rất rõ vấn đề này. Cho nên là mặc dù trong khó khăn năm qua, nhưng mà tỉnh nhà cũng đã tranh thủ là cái sự hỗ trợ của Trung ương, cho nên chúng ta có được những cái tuyến giao thông rất quan trọng. Tôi nói tới quan trọng đó là gì? Chúng ta có cái cầu Châu Đốc bắc qua để chúng ta nối liền Châu Đốc với lại là cái Tân Châu. Và từ cái cầu Châu Đốc này ấy, thì cũng xin báo rằng là tỉnh cũng đã tranh thủ được tuyến N1 bắt đầu từ cái cầu Châu Đốc này băng đồng đi thẳng qua cái bến phà Tân Châu. Và hiện nay chúng tôi đang đề xuất với chính phủ là cho xây dựng cái cầu Tân Châu Hồng Ngự. Đây cái cầu Tân Châu Hồng Ngự này đây là rất là quan trọng, nó mang tính chất liên vùng. Bởi vì chúng ta có tuyến N1 bắt đầu từ là Long An đi qua Tiền Giang đến Đồng Tháp. Rồi bây giờ là ngay cái Châu Đốc này, chúng ta tuyến N1 này đâm thẳng xuống với Kiên Giang. Như vậy thì nó rõ ràng là còn thiếu cây cầu chỗ này. Nếu có cây cầu này thì nó sẽ là cái cầu kết nối liên vùng đi qua các tỉnh. Đó là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Để nó giúp cho cái vùng này phát triển. Và nó giúp cho cái sự giao thương từ thành phố Hồ Chí Minh. Ta có thể đi bằng con đường N1 này đi qua Châu Đốc và có thể lên các cái cửa khẩu quốc tế, đó là cái cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương hay là cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Thì chúng ta giải quyết được cái trục giao thông này. Và hiện nay thì chúng ta cũng đã đề xuất với Bộ Giao thông và Chính phủ đấy để cho nâng cấp các cái tuyến đường tỉnh, đó là cái đường tỉnh 942, cửa đường tỉnh 954. Đường tỉnh 942 ấy, đó là cái đường tỉnh mà nó ở bên Chợ Mới ấy, đó nó giáp với Sa Đéc ấy. Nó giáp với lại là cái Đồng Tháp đấy, nó sẽ đi thẳng lên lên cái chỗ cái ở Thuận Giang rồi đi qua 954 của Tân Châu, rồi nó bắt lên cái 952 lên cửa khẩu quốc tế là cái Tân Châu. Hiện nay thì Bộ Giao thông đã đồng ý và chúng ta đang làm công tác kiểm đếm và bàn giao các cái đường tỉnh này để cho Bộ Giao thông quản lý để nâng nó lên thành quốc lộ 80B chỗ này. Thì chúng ta có một tuyến quốc lộ chạy song song với tuyến quốc lộ 91. Dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng được khởi công đầu năm 2022, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuyến có chiều dài chính hơn 15 km và nâng cấp quốc lộ 80 khoảng 2 km. Dự án đem đến kỳ vọng cho người dân thành phố Long Xuyên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung về một diện mạo mới cho giao thông tỉnh nhà. Khi mà từ tuyến tránh này, An Giang sẽ đầu tư các dự án mới tạo sự kết nối thông suốt. Và thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã tranh thủ chúng ta có được cái tuyến tránh Long Xuyên. Tuyến tránh Long Xuyên này bắt đầu từ cái cầu Dòng Cống. Và hiện nay nó kết thúc từ ở chỗ Bình Đức chỗ này. Nhưng mà nếu mà nó kết thúc cái đường tránh này mà ở tới đây ấy, thì nó cũng không có, nó chỉ là tránh qua cái địa phận Long Xuyên thôi. Do vậy cho nên là hiện nay là tỉnh cũng bỏ ra trên 1.000 tỷ để chúng ta bắt đầu nối từ cái chỗ Bình Đức này lên tới cái đường tỉnh 941 ở trên ngã ba Lộ Tẻ. Cho nên cái tuyến tránh của chúng ta sẽ kéo lên tới ngã ba Lộ Tẻ. Và vừa qua khi Thủ tướng đến đây làm việc thì An Giang đề xuất cho Thủ tướng rằng sẽ đầu tư một cái tuyến tránh Cái Dầu. Cái tuyến tránh Cái Dầu này bắt đầu là nó nối vô cái tuyến tránh của Bình Mỹ và nó kết thúc, nó nối vô cái đường tỉnh 945
ở trên ở Châu Phú. Và cái công việc tiếp theo nữa đấy, thì chúng ta cũng sẽ tranh thủ từ từ để lên đấy, thì chúng ta sẽ có một cái tuyến quốc lộ đi song song với cái tuyến quốc lộ 91. Một niềm vui lớn lao nữa với người dân An Giang là dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng có chiều dài 188 km với tổng mức đầu tư khoảng 44.700 tỷ đồng đã được khởi công vào tháng 6 vừa qua. Dự án kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho giao thông của vùng đất Chín Rồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho vùng đất vốn mang nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết. Để phát huy hiệu quả của tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, tỉnh An Giang đề nghị với Thủ tướng Chính phủ, ngay điểm đầu cao tốc sẽ thực hiện các công trình giao thông để tạo điều kiện phát triển kinh tế biên mậu. Và vừa qua thì chúng tôi cũng đề xuất và Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý. Đó là ngay cái điểm đầu của cái cao tốc này ấy, là ngay cái tuyến N1, nhưng nếu dừng lại tại đây thì nó không phát huy được cái kinh tế cửa khẩu. Do vậy cho nên An Giang tiếp tục đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ là cho nối từ cái điểm này băng đồng đi lên cái cửa khẩu quốc tế tỉnh biên 13 km và băng đồng đi qua nối với cái đường tỉnh 91C là cái đoạn mà chúng ta thấy lên cái cầu của Cồng Tiên đấy là sẽ lên cái cửa khẩu quốc tế Tân Châu ở chỗ này. Và như vậy thì nó sẽ phát huy được kinh tế biên mậu. Giao thông là mạch máu của cơ thể, là yếu tố tạo ra không gian thông suốt để phát triển kinh tế xã hội. Dùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang sở hữu tiềm năng về du lịch, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, bất động sản, logistics, công nghiệp. Khi hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ cộng với nhiều giải pháp căn cơ khác thì khu vực này sẽ có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế ổn định, bền vững, gắn kết với liên kết vùng miền.